Xin chào tất cả anh chị, đây là những con cái hương rừng được nhập về trại đã được ngày thứ ba, thì sức khỏe của chúng vẫn rất là tốt, chưa có cái biểu hiện là phát bệnh, vẫn ăn uống bình thường và vẫn uống nước bình thường, chưa có những cái biểu hiện gì khác lạ. Thì để thuần hóa được con cái hương rừng thì chúng ta cần phải lựa chọn cái nguồn nhập đầu vào rất là kỹ. Chúng ta không nên lựa chọn những con cái hương bị thương, thương tật do bẫy hoặc là do ăn bả, thì về chúng ta thuần nó sẽ khó hơn. Mấy con cái hương này thì được bẫy bằng lưới, thì chúng rất là khỏe và đầy đủ các bộ phận, không bị thương tật, thì đấy cũng là một cái yếu tố quan trọng khi chúng ta muốn thuần hóa cái hương rừng. Cái vấn đề thứ hai là khi thuần hóa cái hương rừng thì chúng ta quan trọng nhất là chúng ta cần phải biết những cái biểu hiện của chúng khi mà chúng bỏ ăn, hoặc là chúng có những cái biểu hiện khác thì chúng ta cần phải phát hiện cái bệnh của chúng. Thì chúng ta phải có những cái thuốc hỗ trợ sẵn có để chúng ta điều trị cho chúng ở cái giai đoạn đầu. Giai đoạn nào mới thì thuần hóa cái hương rất là dễ. Sau khi thuần hóa thời gian khoảng tầm độ 1,5 tháng đến 2 tháng thì sau đó sẽ được tiêm phòng tẩy giun đầy đủ với đúng cái lộ trình thì chúng sẽ được nhập vào trại. Trang trại của tôi thì mùa này đã lên giống rất là nhiều, thì vẫn đang thiếu rất là nhiều đực, thì tôi muốn thuần hóa thêm những con cái hương đực này để bổ sung vào trang trại. Thì cái lên giống nhiều quá mà không có đực thì cũng hơi lãng phí, phí mất một cái mùa sinh sản. Thì để thuần hóa được cái hương rừng này thì chúng ta nên có một khu cách ly cách xa ra cái trại chính, thì sau đó là chúng ta sẽ để chúng ở khu riêng biệt như này. Anh chị em cũng thấy là mỗi một ô thì thiết kế là khoảng độ 40 cm chiều ngang và chiều sâu khoảng độ 60, thì chúng ta cách ly chúng riêng ra ở đây, và chúng ta sẽ thuần hóa chúng, cho chúng ăn cái đồ ăn theo như của trang trại. Ví dụ trang trại của tôi đang cho ăn đồ ăn là đầu gà và cá và chuối và có thể là cháo, thì chúng ta cũng nên tập cho chúng ăn thức ăn quen với trang trại. Và khi mà chúng có những cái biểu hiện bệnh thì chúng ta cần phát hiện ngay và chặn đứng cái nguồn bệnh ngay từ giai đoạn đầu. Khi chúng chưa phát nặng thì rất là dễ thuần hóa. Thì sau những cái chuỗi video sau thì tôi sẽ cập nhật liên tục cái tình trạng của những con cái hương rừng này để gửi tới anh em cái cách chúng ta thuần hóa cái hương rừng như thế nào. Thì hiện tại đến ngày thứ ba thì chúng vẫn chưa có biểu hiện gì là bỏ ăn hoặc là có những biểu hiện lạ, thì hy vọng là những ngày sau thì nó vẫn ổn định. Còn nếu như mà trong trường hợp mà chúng không ăn thì chúng ta cũng cần phải theo dõi ngay cái tình trạng của chúng đang ở biểu hiện như thế nào, cần có cái thuốc đặc trị. Đối với thuốc của trang trại thì luôn là có dự phòng sẵn ở trong trang trại, và chúng tôi sẽ dùng cái thuốc là thuốc tiêm và kết hợp với thuốc uống, kết hợp với men, thì để thuần hóa con cái hương này. Trang trại thì mùa này thì cũng đã những cái con cái thì cũng đã lên giống và cũng đã phối giống được khá là nhiều, thì dự kiến khoảng độ đầu năm thì bắt đầu là sinh sản ra những con cái hương giống. Thì anh chị em nuôi ở trong mùa này thì chúng ta cũng nên lưu ý cái hương mà mùa này thì rất là nhiều bệnh, và nhất là đặc biệt nguy hiểm là những cái bệnh truyền nhiễm do virus gây lên thì rất là nhiều. Đa phần là khi mà trang trại mà anh em đã nhiễm bệnh thì thường là đẩy bán hàng thương phẩm, bán thịt. Lỡ may mà chúng ta mua phải những con giống này thì chúng ta cần phải có cái thuốc điều trị và có cái khu cách ly để chúng ta hạn chế cái việc tối đa lây sang cái khu trại mà chúng ta có những cái con giống sẵn ở đó, thì chúng ta phải cần có những khu cách ly. Thì cái hương tại sao mà anh em nuôi thì mới đầu thì chúng ta hay gặp những cái rủi ro. Thứ nhất là chúng ta mua phải những con cái hương rừng đã nhiễm bệnh, hoặc là mua phải cái hàng đó đã ủ bệnh lâu ngày, thì có những anh em mua về hôm trước hôm sau đã bị đỉa ra máu và chết luôn. Thì cái trường hợp đấy thì không ai có thể cứu được. Nhưng mà khi mà cái hương mắc bệnh ở giai đoạn mới thì chữa nó cũng khá là đơn giản, cũng dễ và cũng không có gì là khó khăn. Thì chỗ video này thì tôi cũng chia sẻ anh em cái cách tôi đang thuần hóa cây hương để anh em có thể tham khảo. Cây hương rừng thì đối với tôi thì nuôi nó thích hơn là nuôi hàng trang trại, vì bản thân của chúng thì cũng giữ được những cái tính nết của cái con hoang dã,
Thì về đối với đực thì đa phần là con nào cũng phối được, đối với cái thì sinh sản cũng rất là tốt và nuôi con cũng rất là tốt. Vậy nên là tôi đã cố gắng là thuần hóa những con cái hương này. Thì đối với trang trại chính của tôi thì cũng có người nuôi, có người hỗ trợ, vậy nên là cũng không liên quan gì đến bên đó, thì cũng không lo cái nguồn lây nhiễm sang trại chính. Thì đây là cái khu riêng, cách ly riêng để có thể là yêu thích cái việc là thuần hóa, chinh phục được cái con cái hương này. Cái để thuần hóa được con cái hương rừng này thì cần kỹ thuật rất là cao, nhất là cái phát hiện cái biểu hiện của chúng, xem mà chúng đang mắc những bệnh gì và chúng đang ở cái thể trạng như nào, và có những cái thuốc để chúng ta có thể hỗ trợ chúng. Thế còn cái việc này thì anh em là người mới nuôi thì chúng ta cũng không nên làm những cái việc này, vì đối với anh em là người mới thì chúng ta cứ nên lựa chọn cái hàng trang trại chúng ta nuôi và được cái sự bảo hành là yên tâm nhất. Thì anh chị em cũng chia sẻ là khi mua cái hương về thì hay bị gặp những vấn đề về bệnh tật. Thì đối với anh em là người mới nuôi mà đi mua giống thì chúng ta nên đề nghị là được bảo hành thời gian dài. Đối với trang trại của tôi thì cũng bán giống cho anh em, đối với những anh em có nhu cầu, và cũng khuyên anh em là chúng ta ở gần để chúng ta có thể phóng đến tận nơi chúng ta mua giống về. Thì đối với trang trại của tôi thì cam kết là bảo hành cho anh em 3 tháng đối với con giống, thì anh em cứ yên tâm nuôi, và có những cái kinh nghiệm trong quá trình nuôi tôi sẽ chia sẻ để anh em có thể là bắt đầu nuôi cái hương này và không gặp những cái rủi ro như trước kia tôi gặp phải. Trước kia tôi nuôi cái hương này thì cũng gặp rất là nhiều vấn đề, vì là cũng mua hàng trại về, sau đó là cũng mua thêm những cái con cái hương khác mà không rõ nguồn gốc, và sau đó là cũng không biết cách ly và cũng không biết cách thuần hóa chúng như nào, và cũng không có thuốc đặc trị, vậy nên là cũng để chúng lây hết, và sau đó cũng phải thiệt hại rất là nhiều về kinh tế. Thì về sau này thì sau này nuôi nhiều năm thì tôi cũng xác định là phải có 2 khu, phải có 2 người chăm sóc khác nhau. Ở bên trại đã ổn định rồi thì tuyệt đối là không có nhập hàng mới về, có nhập hàng mới về thì phải đảm bảo là qua cái thời gian nuôi ở cái khu cách ly rất là dài và phải được kiểm tra là sạch bệnh thì bắt đầu mới cho nhập về trại. Cho nên là chúng ta cũng không nên mua ồ ạt, mà cũng không nên nóng vội mà muốn tăng đàn, và chúng ta sẽ gặp rủi ro rất là lớn. Đối với hàng giống thì cần nhất là cái việc là bảo hành về cái chất lượng. Nếu như mà trang trại nào mà không bảo hành về con giống thì anh em chị em cũng nên cân nhắc về cái việc này, vì con giống của chúng ta thì giá trị nó rất là cao, mà không được bảo hành thì cái việc đó thì khi mà rủi ro đến thì nó cũng rất là khó khăn ở trong quá trình chăn nuôi. Thế nên là cần nhất là cái việc bảo đảm của những nơi bán giống, và chúng ta cũng không nên là lựa chọn cái cách là thuần hóa như thế này, vì để thuần hóa được cái hương rừng này thì cần chúng ta phải có kỹ thuật cao thì chúng ta mới làm được những cái việc này. Đối với cái hương rừng này thì tôi có những người anh em, là những anh em là trực tiếp là làm cái công việc là bẫy hoặc là bắt được ở rừng, sau đó là chuyển thẳng từ cửa rừng về đến nhà luôn mà không qua cái khâu trung gian nào cả, thì cái nguồn lây bệnh thì nó cũng hạn chế, cho nó không dễ ít gặp những cái rủi ro. Nếu như mà đi qua những cái khu mà tập trung nữa thì con nọ lây sang con kia thì nó rất là rủi ro về cái vấn đề dịch bệnh, cho chúng ta cũng không thể nào biết được là chúng có đến từ lúc nào và bệnh đó là bệnh gì. Chỉ khi mà phát ra thì lúc đó thì chúng ta rất khó khăn ở trong quá trình điều trị. Thì những chuỗi video sau thì tôi sẽ cập nhật về tình trạng sức khỏe đối với 4 con cái hương đực này cho anh em, để anh em có thể theo dõi cái quá trình là thuần hóa cái hương rừng nó như thế nào. Video của tôi đến đây là kết thúc. Chúc anh chị em chăn nuôi thành công.